Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, đến 11 giờ 30 ngày 12 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ thêm được 4 đối tượng tham gia vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 26. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC. Việc truy quét các đối tượng còn đang lẩn trốn sẽ tiếp tục được tiến hành. Trong sáng 12 tháng 6, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra hiện trường vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Ca Tua, huyện Cư Quynh. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình của địa phương. Kiểm tra hiện trường vụ tấn công bằng súng tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Ca Tua, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng đoàn công tác đã động viên các lực lượng chức năng đang chốt chặn, bảo vệ hiện trường tại hai xã Ea Tiêu và Ea Ca Tua, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Sáng 12 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 22 đối tượng có liên quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Ca Tua. Trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Cư Quynh vào sáng sớm 11 tháng 6. Các đơn vị chức năng vẫn tiếp tục quyết liệt truy bắt số đối tượng còn lại. Cũng trong sáng 12 tháng 6, đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã thăm viếng và động viên các nạn nhân trong vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk. Tại các nơi thăm viếng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ việc, đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm, hỗ trợ về mặt đời sống, tinh thần đối với gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm hỏi động viên hai chiến sĩ công an bị thương trong vụ việc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Phó Thủ tướng yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm, chăm sóc, điều trị cho các chiến sĩ bị thương sớm phục hồi. Sáng sớm 11 tháng 6, tại địa bàn huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã Ea Tiêu và Ea Ca Tua, làm chết và bị thương một số đồng chí công an xã, cán bộ xã và người dân. Sáng 11 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên. Bộ Công an đề nghị bà con huyện Cư Quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo, các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật. Đến trưa 11 tháng 6, theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, liên quan vụ tấn công trụ sở công an xã tại tỉnh Đắk Lắk là một số công an xã, cán bộ xã và người dân thương vong. Lực lượng chức năng đã bắt giữ được 6 người. Lãnh đạo huyện ủy Cư Quynh Đắk Lắk cho biết, trong 6 đối tượng đã bị bắt, có một đối tượng ở thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai, 3 đối tượng ở huyện Krông Búc, 2 đối tượng ở huyện Cư Ga Đắk Lắk. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã giải cứu 2 con tin. Lực lượng chức năng tập trung xét hỏi 6 đối tượng vừa bị bắt giữ và truy bắt những người còn lại tham gia tấn công trụ sở công an xã ở Cư Quynh. Chiều ngày 11 tháng 6, người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 16 đối tượng có liên quan đến vụ việc xảy ra tại huyện Cư Quynh sáng sớm cùng ngày. Lực lượng chức năng cũng đã giải thoát 2 công dân bị bắt làm con tin, công dân thứ 3 tự giải thoát. Như vậy, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6, không còn ai bị bắt làm con tin. Thông tin thêm về vụ việc, chiều 11 tháng 6, Thông tấn xã Việt Nam cho biết, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy Đắk Lắk, các mũi truy bắt gồm lực lượng của Bộ Công an và các lực lượng chức năng địa phương đang khép chặt vòng vây các đối tượng tại thị xã Ea Ninh. Tại huyện Cư Quynh, các xã được chỉ đạo trực 100% dân số, động viên người dân không ra khỏi nhà. Khi phát hiện đối tượng lạ mặt,
báo ngay cho cơ quan chính quyền địa phương. Đối với những người hy sinh, tử vong, bị thương, tỉnh Đắk Lắk và huyện Cư Quyên đã tổ chức các đoàn thăm viếng, động viên kịp thời và hỗ trợ theo quy định. Cũng trong chiều 11 tháng 6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh trong vụ tấn công vào trụ sở công an xã Ea Katu, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, Bộ trưởng quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí Hoàng Trung, sinh năm 1981, quê quán Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ công an xã Ea Katu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí Nguyễn Đăng Nhân, sinh năm 1994, quê quán Yên Thành, Nghệ An, cán bộ công an xã Ea Katu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu úy đối với đồng chí Trần Quốc Thắng, sinh năm 1989, quê quán Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí Hà Tuấn Anh, sinh năm 1991, quê quán Triệu Sơn, Thanh Hóa, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, ngay trong chiều 11 tháng 6, Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình Đồng đội Công an Nhân dân cũng đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng trên một gia đình đối với gia đình 4 đồng chí thuộc Công an huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Hỗ trợ 50 triệu đồng trên một đồng chí đối với 2 đồng chí cán bộ Công an huyện Cư Quyên bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ là Thượng úy Đàm Đình Bóp, sinh năm 1993, Phó trưởng Công an xã Ea Katu và Đại úy Lê Kiên Cường, sinh năm 1988, cán bộ công an xã Ea Katu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.